Phương cùng anh em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào cô chú anh chị nha. Chưa mấy anh em ăn cơm ở đây xong rồi, nãy giờ nghỉ ngơi ở đây một chút các bạn. Giờ dịu dịu nắng lại rồi. Mấy anh em sẽ đi thục hang cá ngát trước nha các bạn. Nước đang rộng thì giờ mình tranh thủ mò hang cá ngát coi có thêm hang nào nữa không. Sáng mấy anh em mò được 3 hang, được 3 con rồi. Có 2 con cá khủng nha các bạn. Làm hết con rồi, còn con nè. Bây giờ đi kiếm cá khủng bù lại ha. Không có thấy mặt cá đói rồi. Mặt cá đói mấy anh em mà thả lưới. Giờ mình mò hang trước đi rồi chút chiều nước lớn là mấy anh em sẽ đi giăng câu nha các bạn. Đây mấy anh em phát hiện được hang nha các bạn. Giờ mình chặn vào coi. Nãy giờ mấy anh em mò nó đi 4-5 hang. Ê, có gì dạ. Mà ha? Dạ. Mày? Dạ. Chưa? Chưa đụng. Con cá. Chưa đụng không? Con cá đó. Chưa cá. Trời ơi, cá dạ. Đụng giò với đụng cá. Nặng hay đụng cá, nặng lại đụng giò. Đụng giò chưa hay luôn. Đây lặn xuống đi. Chứ giờ anh thấy sát bên nè. Sát bên rồi đụng giò không biết sao. Chính nó kiểu cái giò. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này mấy anh em mò được 4-5 hang luôn. Cái đậu của anh tao. Đậu của anh á. Đậu của anh bắt được không? Được. Được thì bắt đi. Ngay, cô anh em ngay đục binh. Đầu nó nhủi xuống không phải chịu, thôi nó ra lại. Thì đây đây, em chịu rồi nè. Bắt được quyết định cái một, đừng cho chạy ngược đó nha. Nữa hả? Ừ. Rồi rồi nè. Dắt đỡ qua đỡ lại đi. Cá này cũng nhỏ à? Nhỏ. Cái hàm bên đây nó hơi nhỏ. Nhỏ rồi nha. Dễ bắt hay cũng mới khó bắt nha. Bây giờ chưa? Ừ. Rồi, con hàng đi đâu nữa ta? Sao đó hàng đó? Rồi, còn hàng đây, đó đây, 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 đây. Nó đi qua hàng đục bên đó đó. Rồi, đi dạp rồi. Không có cái gì dập nãy đây rồi. Đó, bỏ vô đây luôn đi. Mở cái đồ ở đây hay là bỏ vô đi. Mở đây ra. Cái này nhỏ à. Nhỏ. Cái hàng đó hơi bự thôi, cái hàng nhỏ nhỏ. Bỏ lên trên đây. Cá chạy đụng anh là đụng giò trời. Tới sốt kìa. Anh sửa sửa cái đó cho nó thông thông luôn. Hang đi dậy nữa anh em ơi. Hang đi dậy nữa rồi. Đây ngang đây nè. Hả? Dạ, đây nè. Còn hang đi đây nè. Nó quẹo qua đó thôi. Không. Hai hang kia hả? Hai hang kia. Đó, 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 con cá, con cá. Rồi, con này vô hang cùng rồi. Mở đi, mở đi. Mở đi, mở bớt. Cái gì, tầm lưng hang hả? Đấy giờ 5-6 miệng rồi. Nó nằm đây nè. Nó bự đó chịu cái dọc bên đó. Chắc nó vô hang cùng ở đây rồi. Vô hang cùng. Đuối giò. Đang quậy chỗ giò em nè. Quậy vậy vô hang. Nó ngay đụng binh luôn trời, sao bắt trời. Ngay đụng binh trời phá nè. Chưa 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 đừng dở đó, em đang chờ nè. Điện anh mới cái miệng hang nó nằm đây. Kéo cái dọc nó lên phía trên là nước á. Trên mặt cho em mày dễ. Mày nó hút cái tay à.
nó ngay đụng binh luôn, trời khó bắt chưa ta. Dòng xuống hù 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 giống á, dòng sình xuống ở bùng binh đi. Có giờ em chặn cái giò nó chặn cho cái hang. Cái hang vừa vô đây là đụng binh cho bá lửa gì nè. Thì đó đặt sình vô bùng binh cho nó ém bớt lại. Cho nó dính vô sình đó mình dễ bắt. Để nó rộng quá nó chạy vòng vòng đó đâu có bắt được. Mày cho đeo hồi sình bớt lên nha. Lên sâu nước nha. Vừa vừa được chỗ á. Chim chỗ dọa anh rồi đó. Lên rặn đây. Lên đây. Dùng dồn ba cái sình đạp vô cái bùng binh đó cho nó đầy bùng binh đó đi. Yeah. Nó ém lại. Nó cắn trời. Nhụy lại vợ cắn trời. Bảo con cá chưa? Mới lặn ra. Chưa tới. Bây giờ dần cái chỗ lấy giờ hang đó đi lại cái miệng hang, sợ cái hang đó sợ lại miệng hang này á. Bên đây hang riêng nè. Bên đó hang riêng. Ừ. Sợ cái hang này lại ngay trên miệng vợt. Không. À. Chết vậy đó mà. Cái kéo miệng vợt lên coi nó chạy lên luôn không? Lại đây anh chịu cái hang cho cái dầm đi, đưa cái dầm đi, em rút cái dầm của mình. Đồ ăn gì cả. Chạy tới nữa là nó chạy tới miệng vợt á. Qua vùng bên chưa không? Qua rồi. Cái hàng này nó quẹo về đây rồi nhá. Ngò thêm chút nữa. Bên đó là hang lên miệng vợt, cái chừng bên đây hang cùng á. Ngồi rồi, trời bán lửa luôn. Trời ơi trời. Sướng. Nó cắn vô cái vợ anh cái vậy đó. Không lên, nó không lên hết. Không chịu lên, tới bây giờ luôn nè, không chịu lên, không trời. Sướng. Được, có cặp ơi. Cuối cùng có cặp ơi. Chịu. Anh cái này sẽ có đuôi nó kìa ta. Bị. Nó quậy nè, quậy quá quậy. Cái này bị câu kiều nè. Cái này bị câu kiều. Nó lội này kia, cũng tét. Ừ. Đây nè. Còn hang bây giờ anh đang bên đó đó. Kìa. Đấy cái vật anh đã bắn cái vật. Cái này là một hang là được hai con ha. Hai con rồi đó. Ăn cơm. Ngon lắm. Nó cặp rồi. Cặp nhưng mà con nãy còn nhỏ không phải đâu. Nhỏ hang gì? Thôi còn hang đi đây nữa trời. Hang này quá đó. Nó có ôm lại đây không? Không, đi thẳng tới. Đây em đạp tới coi. Sâu quá. Đi xình cái bớt. Đây là bên đèn riêng cái hang đó hả? Hang tự lửa đi nhiều ngách lắm. Nhưng mà nó chưa chỗ hang nào chưa. Như vậy luôn đi. Gà gà đây coi. Rồi. Đó. Chỗ đó nữa, còn cái bùng binh anh chưa xấy
Đây bà nhìn bên đây hang riêng hi diễm ơi. Mòn trước này rơi đây. Con bình chưa sấy. Cùng à. Bên đằng này phải không? Xích ra cho chút xíu thôi. Nghe chăn cái chó nó lẹo. Cái nhỏ xíu vậy. Nếu là hai hang riêng thì hang con à. Nói chung lão nhầm à, nó lòn, nó chỉ ăn lòn nhầm vòng phải không? Lòn nhầm vòng. Lòn nhầm vòng cá cái nhỏ xíu ta. Hang này ăn dữ rồi trời. Biết nhiều hàng luôn. Con nó cũng gần bằng cái con đực mình ăn hồi trưa ha. Hồi trưa mình mặn con cũng gần bằng nó luôn rồi. Bây giờ xuống bắt lại con. Bù lại à? Bù lại. Ăn con nhỏ cậu đẩy con khác. Thêm con nữa chứ. Thêm được con nhỏ nữa. Con nhỏ mà chưa mà. Cảm giác cặp này đó mà cặp này không đứng đâu, cặp này không phải đâu. Cặp này không bằng cặp đó. Cặp này kỳ quá, cặp này con này nhỏ quá. Con này con của nó gì rồi? Một cái đâu. Mà sao đúng rồi ta? Dám lắm à. Lại mày trẻ hay sao? Anh này, anh vô trong cái đồng binh quậy bấy với mình nữa chưa? Quậy không chịu lên là không có trời. Mày trẻ được sao? Cứ ngược lại giò cắn cái nữa chứ. Cái hồi sáng giọng thấy nó bự ghê. Cái bự quá, đực đực nhỏ quá. Bây giờ anh đực bự tới cái nhỏ hả? À, nhìn cái này nghe. Phải. Mũi lại. Đây phát hiện thêm hang nữa bạn. Hang nãy giờ mấy anh em kiếm được mới có ba ngách mà cái vòng vòng này nãy giờ hang đó đi qua anh đó đó cái đó kế một bên luôn của đen chắc kế một bên hang đó luôn á còn bên này kỹ kỹ ở đây dồn tắt nhiều nhiều nó đây không có hả hang đây sao thấy nhỏ vậy? Đây nó không phải ngay giờ cái vật nằm phía kia đó. Chỗ lên giờ một hang nè. Sẽ lên giờ đó nè. Thì qua hang đó rồi ha. Qua hang này. Qua hang này đó. Đuôi nó thì đạp cho nó lên luôn. Dùng dồn rồi nó chạy lên nè. Sát bên luôn rồi. Sát bên. Móc đất. Chưa nằm với giò. Giờ hở giò nha. Nằm với giò đạp cho nó chạy lên luôn được không? Được chưa? Được. Chân trên á. Cái bự. Lên nó chống chống rồi chạy lên bây giờ cái chỗ lên đó hai con rồi nha khoan lên một con gì nè hai con rồi đó lên con đánh nào đó lại đi ủa con này bự luôn đẩy đi đẩy đi lên rồi lên rồi lên đây lên đây tiền cú hai giờ chưa quá rồi nằm tới cái này luôn mình không lên á tiền cú cặp nữa cặp nữa vô rồi dắt kìa được vô cặp rồi nè
Sáng không có cặp, chiều có cặp nè. Sáng có cặp. Thôi con cái bự tà bá con được xíu rồi. Sao đó, có con cái nhỏ. Cái nhỏ. Cái bụng nè. Trời, con cái tà bá chứ. Không có con cái nhỏ, cái nè, cái này nè. Con nào con kia cái bụng bự hơn nữa là cái. Con này còn bên đây con đực. Đực đâu cái bụng bự hơn cái con kia nó đực. Đó. Cái em nè. Con cái nhét nè, cái quát con đực. Con này con cái nè, con có mày con đây ơi, con gửi cái đồng binh còn hàng này đi đâu nha. Không. Ở đây có con nào được cái chứ nè. Hai cái mà. Gửi lên đồng binh đây. Có hai con được đập ở trên nè. Hai cái rồi. Đâu có cái hàng nào đi chưa đâu. Cái đồng binh ngay ở đây nè. Hai con đực sập hơi lò ra hai trái không. Sướng 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 sướng. Hai con đực đang đạp hỏi kiếm đực đâu ạ? À? Đây con binh đây rồi. Sát bên đó mình nó nằm ngay chân cái con binh nhỏ. Hai con nằm đi gà đi gà nha. Đi gà gớt cái đó mình lội ra mình đi á. Nhiều mà cậu đẩy hàng cặp 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 à, đi gán đi ông bà cậu đẩy rồi gán kiếm thêm hai hàng nữa, ba hàng nữa. Hai nhân lần nữa mà hai cặp sướng à. Ừ ngàn cái à, nó ngàn cái rồi cái bụng nó bự hơn cái con kia gấp mấy lần à. Vô 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 cũng cung nữa. Vô cung mà. Ông cặp này cũng xứng 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 với nhau nè. À, vừa kèo cặp đó vừa kèo. Rồi cho nó vô vỏ luôn đi. Ý vừa kèo. Vô vỏ luôn đi. Đớt đớt. Căng cái miệng vợt đập càng sát chạy hụt hụt lên ha. Căng miệng vợt nó mới lên đấy không. Cái miệng vợt của nó bị đắp xuống á. Cũng như đè, đè xuống nó ngã ngang vậy nè. Để gầy rồi. Quên. Cũng giật mình vậy hả? Giật mình vậy. Không có nhụi vô cái đít kết kết hộp nha. Nãy tao đụng cái cũng giật mình. Vô đấy ra đụng kiểu này nó à. Bác sĩ chim hoa. Gạo nha. Chiều này làm hai hang hai cặp. Hai cặp. Hai cặp và tiến bộ và tiến bộ. Sáng ba hang thì có ba con hả? Ba hang ba con. Chiều hai hang bốn con. Trời ơi, trời ơi, con một tỷ người ta dẫn ha. Ngon rồi. Gạo, gạo. Chuyện à. Đi. Rút được hai hang nãy giờ em ru luôn rồi. Nãy giờ ba anh em mò cái cũng mấy trăm mét rồi, chưa thấy hang nào nữa hết. Cậu nghe nó cơ, bà cậu ơi. Chỉ thông túc ngoài đó luôn. Ba anh em dân hàng ngang. Kiếm thêm hang nữa ơi. Vớt hang nữa, còn hai con nữa là đi dân câu là vừa ha. Ở biển ở đây mình đi ra một hai cây số nữa cũng có ngang ngực rồi quá. Nước á. Nước lớn thì tới gần cổ hút đầu lên nước lớn lên khoảng chừng 6-7 tấc nước nữa mét nước nữa là dữ lắm rồi. Còn bình thường ở đây bây giờ nước đang ròng từ bờ mình đi ra khoảng 2-3 cây số tới ngực à. Ở đây mấy anh em đứng được mét nước à, không tới mét nước nữa 6-7 tấc nước à, tại lội sình nó lúng xuống dưới. Cúm. Ô. Ở đâu rồi này trời? Nó bám theo cái cây vậy hả? Cúm rồi. Cúm. Ờ ngoài này mà có cúm là cho mình ngon nha. Nè. Cái vết. Nghe là được. Chúng mé nó có hàng ha. Giờ chưa thấy hang nào nữa bạn ơi. Mò dán thêm tí xíu nữa không có mấy anh em đi dân câu nha bạn. Cù ly với các bạc đã quá trời luôn. Mò đúng biết nhiêu.
đó. Hang hả? Rồi, hang sát bên rồi. Nhiều nhiều à. Trời, có đỡ không? Ngon nha. Con cúm. Con cúm như con cái rác con. Cúm con cái rác con. Bây giờ, bây giờ hang xình luôn trời. Có cái đợt, có cái đợt mình giăng câu với cái đợt mình mò cũng dính cá ngát quá lớn đó không bộ. Trời. Càng có khúc gì này đó mới ăn không có. Có cho nên thả xuống luôn được. Rất miếng cá nó thả vậy. Đây, bỏ con cá nhỏ nó vô đi. Bây giờ thêm được con cá chút nặng nặng đó bạn, với con cúm. Mò con cúm luôn à. Cúm cúm người luôn. Giác này chạy máy tới nữa rồi. Chạy máy dầu. Tôi đang chạy máy dầu tập 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 nữa rồi. Hai hang kia được hai cặp nha bạn. Bốn con. Con nhỏ nữa. Bắn này vô đó nè. Bắn hơn cấm. Đúng. Chạy chạy đây. Vô vòng thùng máy đi. Ở đây nó bắn mấy cá. Có đại nó ngoài đó. Thôi. Ngon lần nha. Rồi, buộc nó lại đây luôn đi. Cần nhiều đâu. Mấy con đâu. Mấy con bự ta. Bốn bự, sáu con phải không? Ba con bự à, với con vừa vừa à. Ba con bự với hai con ấy. Ba con bự, ba con nhỏ hả? Ba con bự, ba con nhỏ. À, bốn bự. Bốn bự hai con, có hai con nhỏ bự hai nhỏ nhưng mà con này nó không có đến nỗi bự, con này được rồi, 400 gram cầm thì dục tay đi luôn. Con nào vừa vừa thì thôi chiều mằng dục vô nồi canh chua luôn. Con nào nhỏ đó, hai nhỏ đó. Giờ cho mày ba nụt thứ mà chạy đi đâu nụt qua nụt lại á. Hết rồi đây, hết chưa? Như bọn yên tâm đi. Rồi, giờ mấy anh em đi giăng câu xong rồi về chơi lên nồi canh ha. Lên nồi canh. Làm xương xương, ăn cơm, ngủ. Sáng thăm câu với thăm lú. Thành quả hôm nay được 5 con, 4 con 2 cặp với 1 con nhỏ. Bỏ con nhỏ đây đi, phút hai con kia là thấy phê rồi ha. Hai cặp kia là ngon rồi. Còn cá cái cũng chắc chụp thấy ngon. Ngon thiệt chứ. Cá xứng đáng. Mà cái thấy ăn không ngon bằng cá đực. Cá cái không dai bằng đâu. Cá đực ăn ngon. Dai. Chắc thằng cá cái có được cái bụng không. Rồi, giờ mấy anh em giăng câu nha các bạn. Mình buộc ngay cái đầu dây đó, mình thả dài xuống tới dưới cái trại của mình đi. Trại mấy anh em ở dưới đó, túc mỹ dưới các bạn. Trời cũng lặng này. Thả câu xong rồi về nấu cơm ăn vừa. Rồi, mấy anh em giăng câu xong hết rồi các bạn. Giờ về lên cái trại này lý tưởng luôn các bạn ơi. Sao giờ này không thấy ai ra hết trơn là mình giữ trại giùm ta luôn. Đúng
qua tương lai ạ. À. Quá ấm luôn cái này à. Hôm qua mình ở khách sạn giữa biển rồi bữa nay ở nhà trọ, cái này bèo hơn khách sạn chút. Hôm qua là tôm. Không nghe quyền chế. Cái này ngon hơn đó. Cái này ấm hơn hả? Ấm hơn, cái này không cửa vô bít bùn này kia ngon à. Nếu mà sợ lạnh hạ cửa luôn. Thôi. Thôi phức phức cái trong này ngon lành rồi. Đây, đây dặn 2 3 4 cái giấm rồi nằm dưới đây luôn cũng ngon. Này là ấm hơn á. Này ấm nha bạn. Cái này nhà trọ cái dạng nhà nghỉ cao cấp à. Hôm qua khách sạn gió quá gió à. Bên kia em đang hâm lại nồi cơm với canh chua rồi ăn cơm nha bạn. Có đem theo ông sĩ ba anh em nay hôm qua lạnh quá bữa nay làm cho nó nóng nóng ngủ cho nó dễ ha. Ấm ấm rồi. Qua khách sạn mới lạnh quá, bữa nay nhà trọ cũng mới lạnh. Đây. Tiếp tục nồi canh chua. Anh em bỏ đồ bỏ vô thêm nha bạn, canh chua cá ngát. Thì chưa mấy anh em nấu mặn con cá ngát bự nấu ăn đâu hết đâu. Rồi nhóc hết trơn rồi. Giờ bỏ thêm cải vô. Nóng lên nè. Đây, tép găm mặn. Này chai đế này tối nay xử luôn ha. Luôn. Hôm qua chờ lại bữa nay xử ra. Đêm cuối rồi. Lạnh quá, nay xử được. Rồi xong. Nồi canh chua. Ngon lành. Cá ngát nha bạn. À, tép gà mặn. Vừa ăn cơm vừa làm xương xương và ly nha các bạn. Sẵn bớt cơm luôn. Vừa cơm làm đi. Vừa cũng cơm luôn. Rồi vô. Giật cái rồi, cái rồi. Nấu luôn. Cố tình nghe nha. Nó rót cái ly rượu của mình hấu luôn ha. Đường xa phải nặng. Hấu luôn nè. Để chút nữa nè. Thôi gì vừa thôi. Cũng dai hết nửa ly rồi. Đi đầu tiên ăn cũng nhiều cúng ha. Đi đầu tiên cũng cúng nhiều cúng. Rồi buổi cơm tối của mấy anh em. Nên buổi chiều hôm nay mấy anh em đi sọc hang. Được mấy hang không? 4-5 con cá ngát. 4 con với con nhỏ. Cái chuyện này làm cặp không sướng nhé. Để được sướng. Tối nay có cái liều này mấy anh em quá im rồi các bạn ơi. Thôi thông mình như thiếu lưng ngoài xịt cho mày. Để em mặc áo đen không thấy à. Dư lưng. Thôi sẵn. Thôi khai quả trước cái đi. Làm về ly ăn cơm. Dữ xin mời cô chú anh chị các bạn nhé. Phương cũng xin mời cô chú anh chị và các bạn nha. Phù hộ bà cậu phù hộ sáng mai có dàn câu cá ngát của mình dính nhiều nhiều tí ha. Có 6 con mấy con nữa. 6 con mấy con là giấc sáng mà được như giấc chiều này vẫn hai hai con thì ngon lắm. Nói chung bơi kiếm khoảng chừng 5-6 con cá ngát bự bự với chừng 2-3 ký tôm là có. Dạ. Xong tôm là có đó. Xuống này là tôm. Xuống này có đó. Vô rồi. Linh lăng, linh lăng. Lăng luôn. Linh lăng, tối nay lên giỏng lăng thoải mái. Lăng, sức lăng. À dạ. Gót đi làm miếng cơm đây, vừa làm nè. Vừa ăn cơm vừa nhậu hả? Vừa ăn cơm vừa nhậu. Rồi xin mời cô chú anh chị. Tiều quá. Rồi cũng mời xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng dùng cơm với mấy anh em nha. Rồi, có cháy rồi, em quá đây nè. Gì dớt cơm cháy vô đây là ok à. Không, cũng xin mời cô chú anh chị các bạn luôn nha. Cơm với ba anh em. Cơm cháy ăn với tép cơm mặn thứ gì chị nổi. Uống cốc rượu vô ăn cơm ngon chứ ta. Ấm bụng liền ha. Nóng 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 rồi tối là lạnh nè. Chạy nó. Đây rồi. Qua không có mồi bén vô hay có mồi bén rồi lụm rồi. Lạnh hay gì đó. Đang ngủ khách sạn rồi còn hơn mới lạnh.
cho mình đi 27 giá thất bại các bạn ta. Lúc trước mình mò cá cũng có, chỗ này mò mấy chuyến mình mò có à. Làm như cái nước nước ngọt ở trong nước khốt đó quá. Cho mình đổ ra cá dạng. Lúc đó đúng là cá nhiều, cá về trước đây, cá có đây, hơn đây mà. Cái chỗ đó, là tháng 3, 4, 5 mình có, cái đó rồi. Nhiều cá nha. Nửa chén lạnh đi ha. Cái đó khổ một phê. Vô bằng ha. Có miếng cái đó chuyện đi. Cháy thơm à. Thơm giòn. Có cháy có nạc không? Thì dụng dụng nha. Để đỡ đổ vô ăn vô là mặt xích đốt. Chúng khét. Đầy cũng cháy ngon. Giòn à. Thơm có nhiều quá. Không. Dư hết. Kề tán, kề tán. Thôi, thôi anh. Thấy không, gió lạnh lạnh lên, nó gùng tay, nó gùng nát tới rồi. Tôi đang, giờ này không chạy máy dầu nữa nè. Chắc phải chạy máy dầu rồi, có thêm cái áo khác rồi. Anh cầm cái gọng cáo anh đó. Từ 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 từ. Đi, nghe nghiện rượu kìa. Chắc này lên đây có áo khác à, hết lạnh. Lên cái này xuống không gọi dữ. Đúng rồi, phải xuống hơn sư phụ của ta. Mới còn đứa. Xuống cả đó rồi. Vậy, vậy mà đòi em đứa ra đó nghe. Yếu được là gió hả? Yếu được gió. Tốt lành đâu, em mới có 31 à. Nên như mấy anh chắc cũng y gan vậy thôi. Dạ. Đúng qua được. Phải ốm thì dễ lạnh thôi. Cái mặt thì cũng đâu có lạnh như lẻo gì nhiêu. Mặt thì nói là mặt. Lúc chưa có vợ không chưa mập đó, bây giờ mới vợ rồi mập. Máy xuống à? Máy giờ xuống không độ rồi. Máy cu le, chạy tâm bản hay sao chịu nổi. Chạy, chạy tự sạch khó chứ. Chưa đập nhanh rồi anh ấy. Máy nhỏ rồi sắm chiếc chẹt quá trời, đẩy mỏi không. Vô. Vô. Nó xin lại các bạn nhé. Vô các bạn. Góp cái này nó vừa vừa uống. Đã trên lằn rồi đi rồi đè góp cho một cố vô. Để uống mạnh rồi bắt đầu cái góp cho giữ vô. Chưa biết ai mạnh hơn ai à. Rồi. Nãy mấy anh em cũng ăn cơm mà làm xương xương xong rồi các bạn. Cũng ngà ngà nóng nóng máy. Giờ chuẩn bị ngủ nha các bạn. Đèn muốn hết pin luôn rồi. Đây, trong này mấy anh em dân giỏng, lấy thông dân giỏng ngoài hả? Làm đi gần cái vỏ. Giờ cũng 12 giờ mấy các bạn. Nằm hơi gió thổi hơi bị lạnh. Giác cây giật mình đi không nha, cũng lạnh cúng rồi quá rồi, chùm mền kìa. Nước lớn các bạn, khuya nước lớn. Quá gió. Ừ. Hơi lạnh lạnh này giật mình này đi tiểu rồi. Các anh em quốc giặt cho tới sáng luôn. Rồi, sớm giờ xuống đây anh em đi thục hàng cá.
đi dần câu về nấu cơm nước ăn, mấy anh em cũng làm sương sương rồi nãy nằm chơi chơi hơi, mấy anh em ngủ nào không hay luôn các bạn ơi, giờ thức giấc. Video chắc Phương xin kết thúc ở đây, sáng mấy anh em thức dậy rồi mình đi thăm câu với thăm lú nha các bạn, chạy về. Đêm nay nữa là đêm cuối của chuyến trải nghiệm 48 giờ rồi. Thôi, video của mấy anh em đến đây Phương xin kết thúc. Giờ xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong phần 4 vào sáng mai nha. Mong là sáng mai mấy anh em thăm câu, thăm lú có thành quả nhiều nhiều về, có quà cho hàng xóm nha các bạn. Này, cá ngát cũng sáng giờ mấy anh em săn bắt cũng 6-7 con rồi, cũng cá bự bự không rồi. Thơm nước nhậu xong rồi này mời đem về xử luôn, đây nước mặn không à. Phương cũng xin chúc cô chú anh chị và các bạn ngủ ngon nha.